Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của tôi chính là đây. Hi, xin chào tất cả các anh em, tôi Lâm Y Hòa và đã quay trở lại với các anh em rồi đây. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ và tốt lành. Hôm nay tôi sẽ review một món sản phẩm thuộc dòng đồ chơi Gauganger, và món đồ chơi này là món đồ chơi cuối cùng của sản phẩm đời đầu dòng Gauganger F1, tức là cái đời đầu Trung Quốc sản xuất các bạn, là con siêu thú cuối cùng tôi sở hữu được ha. Khoảng 18 năm về trước, và trong phim nó cũng là một siêu thú cuối cùng mà siêu nhân đỏ đã sở hữu được, và không ai xa lạ, đó chính là con bách thú gao chim ưng lửa đời đầu Trung Quốc sản xuất. Nào, còn chần chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Nhạc lên. Rồi, như thường lệ, cái phần đầu tiên tôi sẽ nói cho các bạn nguồn gốc tôi sở hữu được cái con bách thú gao chim ưng lửa này ha. Thì hồi clip trước á, tôi hay nói với các bạn là hồi học cấp 1 á, tôi có một đứa bạn, có ba nó làm cán bộ nhà nước. Cái clip đó là cái clip bách thú gao hu câu cổ á các bạn. Các bạn nào chưa xem thì có thể nhấn vào chi để xem ha. Đó. Thì hễ mà xem phim tới cái tập phim mà xuất hiện con siêu thú gao nào các bạn, là ngày hôm sau nó có món đồ chơi đó các bạn à, thấy ghê chưa đó. Nó đem vô nó khoe với bạn bè, trời ơi, lúc nó hả trong lớp đó các bạn, nó là thần tượng của lớp luôn á. Ừ, ngày xưa là vậy đó, ai có món đồ chơi nào mới mà đẹp giống trong phim thằng đó là thần tượng luôn. Và cái lúc đó đó các bạn, may mắn thay, lúc đó không hiểu sao tôi là người mua cái con bách thú gao chim ưng này trước tụi nó luôn các bạn à, trước cái tụi bạn mà trong lớp luôn á. Trời ơi, lúc đó hả tôi vui thầm luôn á các bạn. Thì ở ngoài tôi cứ bình thường, nhưng mà bên trong tôi nói tôi rất là vui thầm luôn, vui trong người á. Trời ơi, lúc đó tôi y như là vì sao sáng trong lớp luôn các bạn. Của tụi con trai thôi nha, con gái nó chơi búp bê thì bỏ nó ra đi, mà mình đang tính con trai thôi nha các bạn. Hồi lúc trước khi mà tôi sở hữu cái con này các bạn, thì cũng đâu có biết đâu, vô tình thôi. Ra về hồi lúc cấp 1 á, lúc đó ba chở tôi trên đường về ha. Đó, thì chạy ngang qua một cái tiệm bán đồ chơi. Và thường là cái người bán sẽ trưng một cái vỉ các bạn, trưng những cái vỉ mà đồ chơi á trước cửa hàng ta để người ta dụ nít đồ hết. Và may mắn thay, cái vỉ mà bách thú gà chim ưng á bạn, nó trưng ngay trước mặt luôn, trước cái mặt đường luôn các bạn. Ba mẹ tôi cũng thương tôi lắm, tại tôi là con trai mà, con trai trưởng mà. Thì tôi đòi ba tôi mua. Thì lúc đó thì cũng mua ha, cũng mua. Không hiểu sao lúc đó tôi nói đây là con cuối cùng của cái dòng siêu nhân gao á ba, con này là con cuối cùng. Cái ba tôi nói ủa đây là con cuối cùng của con hả, vậy là mai mốt là không có được mua nữa nha, mua con này là cái con cuối cùng nha. Và không hiểu sao các bạn, nó có một cái gì á, nó tâm linh lắm. Tâm linh, rất là tâm linh luôn, biết sao không? Sau này các bạn, cái con mà sư tử bự á, con Big Lion á các bạn, tôi không bao giờ tôi sở hữu được luôn á. Kể cả hàng F1 đời đầu Trung Quốc sản xuất, và kể cả hàng DX, tôi không sở hữu được luôn á các bạn. Ừ, không biết sao mà nói ngay cái giờ linh đó các bạn. Đó, mà lúc đó thì ba tôi quay lại ha, quay đầu lại mua cho tôi cái con bách thú gà chim bằng lửa này. Nó được đựng trong cái vỉ ha, nó cũng giống giống này vậy nè các bạn, cái vỉ của nó đó nó cũng giống giống tôi chân vậy nè, đó nó nằm vậy nè. Hình như tôi nhớ vậy đó, không biết là các bạn chính ít làm sao, chứ tôi nhớ là nó sẽ chân như vậy ha. Đó. Nói về con Big Lion đó các bạn, nói về con Big Lion á, làm như nó có một cái lời nguyền, nó có một cái điềm gì đó các bạn. Hồi lúc á tôi
Tức là cái hồi lúc mấy năm nay á, tôi tìm những cái sản phẩm á, mà đời đầu Trung Quốc sản xuất F1 á, tìm không ra luôn. Nếu mà có người mà xả rồi đó, những cái bạn mà xả hàng rồi các bạn cũng vẫn không mua được, người ta mua trước đó. Rồi có mấy người á, người ta thấy tôi có những cái sản phẩm nè đời đầu á các bạn, con sư tử, con cá mập, con cá sấu nha, nhất là con cá sấu nha, nó kêu bằng, nó inbox tôi thường xuyên để nó làm chi phải không, nó kêu tôi đổi đi, nó biết tôi còn hiếu biết con biết lai anh á, nó kêu tôi đổi con đi ít lai anh đi, biết lai anh đi. Ừ, tôi cũng đồng ý, tôi cũng bù tiền cho nó chứ bộ. Nó kêu tôi bù khoảng 400-500 ngàn đi để lấy, và tới cái ngày mà hẹn các bạn nó lật kèo. Tôi rất là ghét những cái đứa như vậy nha. Thí dụ á, thí dụ tới cái lúc đó, lúc đầu đi nói ừ bây giờ cái con DX đó nó mất tiền quá, bây giờ anh bù cho tôi 1 triệu đi, và đổi một chút xíu đồ chơi F1 của anh đi, rồi tôi đổi cho anh con biết lên. Ok, nói vậy tôi ok luôn, mà làm những cái mà chiêu trò như vậy tôi rất là ghét nha. Rồi thì các bạn nghĩ đi, ví dụ như tôi nè, tôi nói với các bạn ngày hôm đó tôi sẽ ra cái clip gạo iCarrot. Ừ, cái ngày thứ sáu tôi sẽ ra cái clip iCarrot, mà ngày thứ sáu tôi lật kèo, tôi nói với các bạn á là ừ lúc đó tôi hôm nay tôi mệt quá tôi không muốn làm. Các bạn ghét không, các bạn ghét không, các bạn thấy như sao? Ừ thì đó, cái cảm giác của tôi lúc đó y vậy luôn các bạn. Ừ, thì cái này là tôi nói ra để tôi chia sẻ với các bạn thôi, chứ tôi không có chỉ trích ai hết nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái món đồ chơi của chúng ta ha. Đây, rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Tại cái con này các bạn, bụi nó rất là khó lau. Nó rất là khó lau lắm bạn, nó có chi tiết nhiều quá nên tôi phải để trong cái bọc này nè. Đó. Đây, cây cảnh nè. Và nhớ rằng tôi không sơn phết lợn ha các bạn, tôi để nguyên hiện trạng nha. Rồi, đây. Ok bạn ha, đây. Sản phẩm của chúng ta nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói cái cánh trước đi. Cái cánh nha các bạn. Cái cánh á thì nó trầy xước ha. Tổng quan á nó sẽ trầy xước, nhưng ngộ một cái á nó không bị ố vàng nha các bạn. À, nó bị gãy ngay đây nè. Rồi, cái phần mà ráp cái phần khớp các bạn, chốt á ráp giữa hai cái phần này nè. Cái phần này nó đã bị gãy rồi ha. Đáng lẽ nó sẽ có một cái chốt nữa gáp vô, nó sẽ dính vậy đó, nó chầy xước nhưng mà nó sẽ không ố ha các bạn, đúng là hàng đời đầu nó sẽ không ố ha. Rồi, và hiện vẫn còn cái đề can nha các bạn, hồi xưa cái đề can nó là đề can 3D nha, đề can 3D đó, ok bạn ha, vẫn còn hai cái một cặp luôn. Rồi, ok, chúng ta sẽ để phía lên đây. Đó, đây là con bách thú gạo chim mừng của chúng ta ha. Rồi, thì tổng quan nó cũng chạy xước một xíu ha các bạn, nhất là phần mỏ nè, nó hơi chạy xước một xíu và nó bị gãy khớp nè các bạn, cái khớp này nè, ở đây à, gãy chốt nè, cái chốt này nó không có bị gãy khớp á. À, đây đó, bây giờ đây thì nó hơi bị, nó không có cái đồ giữ lại mà, và cái phần này ngày xưa nó rất hay bị gãy nha. Ừ, nó rất là cái bằng nó rất là yếu nha. Rồi, nó hơi lỏng lẻn xíu. Rồi, vẫn hoạt động bình thường ha, nó vẫn có lò xo. Rồi. Cái phần này nè các bạn, nó không bị ố vàng ha. Nó màu trắng mà nó không bị ố vàng. Ok vàng ha. Rồi. Chốt là chốt chữ T nha các bạn. Thường thường F1 chốt chữ T không à. Rồi. Đó, đó là cái hiện trạng của chúng ta ha. Cái con gao chim ưng lửa này nè các bạn, ngày
Trong tập phim á, nó sẽ ẩn nấp bằng cách là ẩn nấp trong núi lửa các bạn. Nó giống như cái con Gao Tinh Tinh đỏ á, hồi lúc mà tôi đã review cho các bạn, cái con Gao Tinh Tinh đỏ nó trong cái clip hợp thể Bách Thú Gao Hiệp Sĩ ha, các bạn nào mà chưa xem thì nhấn vào chữ Y xem. Thì cái con mà đó là cái con chuẩn nha, cái con Gao Tinh Tinh đỏ đó nó là con hàng đợt sau mà chuẩn á, khoảng là hình như F3 cái con đó các bạn, là con F3 ha. Nó sẽ ẩn nấp giống giống như lại cái con mà Gao Chim Bông Lửa này nè, là trong cái núi lửa ha. Rồi đó, rồi thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số sản phẩm ha của những cái giai đoạn mà Trung Quốc sản xuất nha các bạn. Đây là con F1 ha. Bây giờ tôi sẽ cho bạn xem con F3 và con FN. Tại vì con F2 các bạn, tôi không có con F2. Mà thường thường con F2 các bạn nó giống y chang con F1 nhé nha. Con F2 nó giống giống y chang con F1 vậy. Nhưng mà cái phần này các bạn nó sẽ bóng nha. Và một ít trên cái mặt của cái con chim ưng này nè, nó sẽ có một phần mà rôm bóng nha các bạn. Nó giống giống y chang à, nó không có khác gì đâu. Rồi thì bây giờ bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem nè. Đó. Đây là cái con chim ưng Bách Thú Gao Chim Ưng đời sau F3 hàng chuẩn ha. Cái con Gao Bách Thú Chim Ưng này các bạn, nó sẽ nằm trong cái hộp mà Gao Icarus đó các bạn. Tôi đã từng review cho các bạn ha. Các bạn nào chưa xem thì có thể nhấn vào chữ Y xem. Rồi. Đó, tôi có để ha. Đây, đây là con F3 nha các bạn. Tạm gọi đó là F3 ha. Do cái cánh các bạn, để cái cánh ra nó chiếm diện tích nhiều quá, tôi sẽ gỡ cái cánh ra nha. Tôi so sánh, chút hồi tôi so sánh, tôi sẽ cũng sẽ gỡ cái cánh ra nha các bạn. Sẽ so sánh riêng ha. Rồi, để tôi gỡ cái cánh nha. Đây. Cái cánh này nó cũng bị ố vàng quá trời rồi. Nó là người nhựa dẻo mà các bạn. Rồi, đó. Chúng ta sẽ so sánh sau ha. Đây. Đây là con F3 nha các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái con Bách Thú Gao Chim Ưng mà FN của tôi ha. Cái con này nè, tôi nói cái con này nè các bạn, hồi lúc đó các bạn tôi có con này nhưng mà hiện tại con này không phải của tôi mượn của anh chiến binh đồ chơi ha. Anh chiến binh đồ chơi anh có bán những cái dòng sản phẩm nào ha, các bạn nào mà không biết tôi có để cái link bên dưới á, bạn nào mà muốn mua đồ chơi giống tôi thì có thể liên hệ cái link bên dưới ha, tôi có để link bên dưới á. Tôi hồi lúc á tôi cũng có con này nhưng mà tôi để lung tung quá cái trong phòng á, em gái hay mẹ tôi dọn phòng giùm tôi ha các bạn. Cái sao cái dục của tôi quyền con Gao Icarus luôn, bây giờ tôi phải đi mượn lại. Đó. Cái con này á là nó cái chân của nó bị vậy luôn các bạn, nó bị vậy luôn nè, nó không có gỡ ra được ha, nó bị dính keo rồi. Đây con này cái bụng nó đen thui luôn, tôi gỡ ra cho nó đỡ chở tôi tốn diện tích nha. Trời ơi. Cái con này được cái á, là cái phần này nó là người nhựa cứng nha bạn, nhựa cứng á thì nó sẽ ít khi bị ố hơn nha. Đó. Đây đó, đó là con FN hàng đại gia ha, con này F3 và con này F1, F2 thì tôi không có. Rồi. Bây giờ cho nó đứng giống cái con mấy cái con bên này đi, nó đứng nổi không ta, rồi đứng đứng gì đi. Rồi con này bó tay thôi, cái khớp của nó bị viên án dính này nha các bạn, giờ nó chỉ đứng cái dạng này thôi à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ so sánh qua các dòng nha các bạn, để xem nó có cái gì khác nhau không ha. Thì tôi để gần lại cho các bạn xem luôn, để xa quá con này nó hơi bự ha.
Để xem, nó là nhân vật chính. Các bạn đợi tôi xíu. Ok các bạn, thì nãy giờ tôi cũng sắp xếp và căn góc chỉnh. Thì đây, đây là cái góc các bạn có thể nhìn rõ nhất nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái phần cơ thể phần cơ thể của gao chim ưng lửa ha. Còn phần cánh chúng ta sẽ so sánh sau nha. Chứ mà để vô cái là cái màn hình nó phải phóng bự ra nữa. Nó nhiều lắm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ so sánh từ trên, chúng ta sẽ so sánh xuống ha. So sánh từ phần sừng cho đến phần đuôi của bách thú gao chim ưng lửa ha. Rồi theo thứ tự F1, F3 và hàng đại gia FNL nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ so sánh đến cái phần sừng nha các bạn. Cái phần sừng nè, cái phần sừng này là y như cái phần màu đó các bạn, cái màu của cái con chim ưng lửa vậy đó. Cái con F1 á, đây con F1 thì nó hơi bị xước một xíu, nó là màu vàng đồng rất là đẹp ha, màu vàng đồng mà rất là đẹp luôn. Qua cái đời F3, qua đời F3 thì nó là một cái màu trắng bạc nha, cái màu trắng nó hơi ngà ngà bạc á, nó y như là trắng dơ vậy, trắng mà bị dơ á. Rồi và đến cái hàng đại trà thì không biết cái này là màu trắng hay là không sơn nữa, cái này chắc màu trắng ha các bạn, màu trắng á chứ nó có sơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống đến cái phần phần này nha bạn, cái phần mà hoa văn mà trên đầu của bách thú chim ưng lửa nè, do chim ưng lửa nè. Thì cái con mà F1 các bạn, đây nó là một cái màu trắng nha, các bạn thấy cái hoa văn nè. Đó, nó là một màu trắng mảnh, nó rất là nhỏ nha, nó rất là nhỏ. Đến cái con F3 nó đã sơn thành màu bạc rồi các bạn nha, các bạn thấy không, nó sẽ đã sơn thành màu bạc rồi và nó rất là bự nha, nó rất là bự luôn. Đến cái đời FNL á, nó sẽ tô màu vàng đồng. Nó ngộ ha, nó ngược hay sao á, đáng lẽ cái này là màu vàng đồng, cái này màu trắng, này này ngược lại, cái này màu trắng, này là màu vàng đồng, cái hoa văn á các bạn, màu vàng đồng ha. Rồi thì cái phần chữ V này các bạn, cái phần chữ V này nè, con F1 đó, nó rất là đẹp các bạn thấy không, cái sừng với lại cái chữ V này nè với lại cái mỏ các bạn, nó chung một màu hết ha, nó là màu vàng đồng đó. Thì đến cái con này thì nó là một cái màu vàng vàng luôn, màu vàng đồng luôn, nhưng mà nó rất là đậm, con này nó hơi lợn xíu, con này nó đậm và tôi thấy con này nó đẹp hơn nè các bạn, cái con F3 này sẽ đẹp hơn ha. Đến cái con FN nó là một cái màu gì các bạn, màu vàng tối hay là vàng gì đó, nhìn nó đen đen đen, làm như là màu màu vàng này trộn với lại màu đen các bạn, nhìn nó không có đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới con mắt nè bạn. Các bạn thấy con mắt không? Con mắt của chim ưng lửa nè, F1 nè. Đó, nó là một màu xanh xanh lá cây đậm nha bạn. Các bạn để ý nè, mắt của cái con F1 với cái con mà FN đó nó giống nhau ha, màu xanh lục mà thẳm á, tối á. Còn đối với lại con F2, xin lỗi bạn, con F3 ha, đối với con F3 á, nó là màu xanh thẳm lợt nha bạn, xanh thẳm nhạt á, mấy bạn thấy nó nhạt không, nó nhạt á khi mà ở trong mà cái màu tối á, cái trong cái phần mà màu đen nè nó sẽ hiện lên. Còn hai con này các bạn thấy nó tối thui không, nhìn vô các bạn nhìn kỹ các bạn mới thấy con mắt của nó, chứ mà các bạn nhìn xa giống tôi vậy nè, các bạn thấy có màu đen thui không, nó màu đen thui à. Nó không có mà ánh lên giống như cái con này ha, nó không có bị nổi lên đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ so sánh hai bên má nha các bạn, hai bên cái má của con bách thú gao chim ưng lửa ha. Các bạn thấy cái phần này không, cái phần này nè, cái đối với cái con F1 á, nó là một màu vàng đồng, con F3 cũng vậy luôn nha bạn, cũng là màu vàng đồng luôn. Hai con này cái màu của cái má này các bạn nó sẽ giống nhau ha, và cái phần này khi mà gấp thành dạng robot nó sẽ là cái mắt kiến của nó các bạn, cái mắt kiến và cái mặt nạ của nó đó, của con gao Icarus ha. Rồi đối với lại con mà hàng đại trà FN đó các bạn, nó là một màu vàng lợt,
màu vàng lợt ha. Các bạn để ý nè các bạn, đây nó sẽ chia làm 3 phần. Các bạn thấy là F1 chia làm 3 phần không? Màu vàng, màu đen, ở dưới nó cũng là màu đen luôn. Và đối với lại con F3 các bạn, ở đây là màu vàng đúng không? Phía dưới là màu bạc, phía dưới nữa là màu đen. Rồi. Và đối với con hàng đại trà các bạn, ở trên màu vàng, ở dưới màu bạc nha các bạn, màu bạc và dưới cùng cũng là màu bạc luôn. Nó khác nhau ha. Thằng này không tô, thằng này tô. Thằng này nè các bạn, không tô. Thằng này tô một một cái, này tô hai cái. Mắc cười ha. Rồi, và các bạn dễ nhìn thấy nhất đó chính là phần bụng nha các bạn. Phần bụng của con F1 nó là màu trắng. Phần bụng của con F3 là màu trắng luôn, nhưng đối với lại con hàng đại trà nó lại là màu đen rồi các bạn. Tôi không biết sao là nó là màu đen. Cái này là không tô luôn á nha các bạn, chứ không phải màu đen nữa, không tô luôn. Và cái phần này nè các bạn, cái phần phía dưới này nè, bạn thấy không? Cái con hàng đại trà á, nó là màu bạc. Còn đối với con F3 và con F1 nó là màu trắng nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ so sánh đến phần chân sau ha. Đây, tôi để về cho các bạn dễ xem nè, cái phần chân sau. Và không thấy còn ở dưới đây. Đây, cái phần chân sau. Rồi, các bạn thấy cái con F1 không bạn? Nè, con F1 nha các bạn. Cái phần này nè các bạn, cái cục này nè, các bạn thấy cái cục này không? Nó là màu bạc. Và cái phần móng ở dưới, các bạn thấy cái phần móng dưới nè. Cái phần móng sau á, cái phần móng sau này nè các bạn. Nó được sơn màu vàng đồng ha. Cái cục này nó sơn màu bạc. Rồi, đó là con F1 ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến con F3 nè các bạn. Con F3 á, thì cái phần này nó không sơn và phần này cũng không sơn luôn nha các bạn. Hai phần này nè, nó sẽ không sơn với nhau luôn. Và đến với lại con FN thì tôi thấy nó cũng y chang luôn, nó cũng không sơn cái phần này ha, cái khớp cục này nè với lại cái phần móng sau nha các bạn, không sơn luôn. Rồi, đó là sự khác nhau ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ so sánh phần đuôi rồi lật lại. Bây giờ phần đuôi của con F1 nè các bạn. Phần quả quả tiết nè. Các bạn thấy không? Cái phần họa tiết nè, các bạn thấy rõ không ta? Đây, các bạn thấy họa tiết nó rất là đẹp không? Nó rất là đầy đủ chính xác luôn. Nè các bạn, nhớ nha, chú ý hai cục này nha. Hai cái cục này là màu vàng đồng nè. Hai cục này là màu vàng đồng ha. Rồi, đối với lại cái con F3. Con F3 nó cũng tương đối giống giống con này, nhưng mà cái phần hoa văn này nè các bạn, nó không có sơn nha. Các bạn thấy cái phần này nó sơn không? Đó, các bạn thấy phần này nè. Nó có cái hoa văn nè các bạn, sơn hoa văn. Còn đối với lại con F3 nó có hoa văn nhưng nó lại không sơn. Đây. Nè, nó có hoa văn nè, nó nổi nổi lên nè, nhưng mà nó không sơn ha. Đó. Đối với lại con hàng đại trà bạn FN các bạn, nó có hoa văn nhưng tuyệt đối nó không sơn. Tôi cũng không biết làm sao nó lại không sơn nè, từ đầu xuống cuối nó cũng không sơn gì luôn. Nó đỏ lè luôn bạn. Đối với con F3 thì nó sẽ đỡ một chút là nó sẽ sơn phần này ha. Nè, nó sơn phần này y chang như con F1 nè, bạn thấy không? Cái phần này nè, cái phần lưng này nè, y chang con F1 luôn. Cái phần đuôi á thì ok, nó tương đối là có cái phần này nó không sơn nè. Phần này không sơn. Và cái phần cục này nè bạn, cái hoa văn cục này nè, nó cũng không sơn luôn ha. Rồi, đối với lại cái phần mà chân sau á, thì cái con F1 nó là màu bạc nha các bạn. Nè, màu bạc. Đó, màu bạc. Rồi, F3 nó là màu trắng. Và FN nó không sơn luôn. Ngộ ha, nó cũng không sơn luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lật lại nha. Lật lại so sánh nè. Đó, chúng ta sẽ lật lại so sánh dễ ha. Rồi, ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái phần mặt này của con bách thú gao chim bằng lửa ha các bạn.
Rồi đối với con F1 các bạn, cái phần này nè. Các bạn thấy cái phần này không? Cái phần này nè các bạn. Các bạn thấy nó là họa tiết màu vàng đồng, đúng không bạn? Đây, màu vàng đồng nha. Nhớ kỹ nó là màu vàng đồng nha. Rồi, đối với con F3 á các bạn. Các bạn thấy á cái họa tiết đó các bạn. Đây nè. Cái họa tiết nè, các bạn thấy nó khác chưa? Nó khác chưa? Nè. Con F1 nè. Con F1 nè với lại con F3, các bạn thấy khác cái họa tiết với lại khác cái cách sơn chưa? Con này nè là đỏ đen đúng không? Con này á là màu đỏ luôn. Ừ, màu đỏ luôn. Cái phần gạch ra nó mới màu đen thôi. Và cái họa tiết của cái con F3 nó là màu đen, còn cái con F1 nó là màu vàng đồng. Rồi. Đối với lại con FN nè các bạn. Các bạn thấy không? SN là nó dễ nhận biết luôn á, là nó không sơn luôn các bạn. Ngộ ha. Nó ít khi nó sơn con này ra luôn á. Nó không sơn luôn nè. Rồi. Các bạn thấy cái phần chân nè các bạn, cái phần chân nè. Phần chân của cái con F1 nó là màu vàng đồng lợt ha. Đối với con F3 nó là màu vàng đồng sáng, và đối với con FN nó cũng y như vậy luôn ha. Nó gần gần giống cái màu này, nhưng mà thằng này nó sẽ tối hơn xíu. Phần này nè, nó sẽ tối hơn xíu bạn ha. Và cái phần họa tiết cái phần chân sau các bạn. Phần chân của nó nè, mày thấy không? Họa tiết nó sẽ là màu vàng đồng ha. Nó tô rất là chi tiết luôn, mặc dù rất nhỏ nhưng nó tô rất là chi tiết. Nhưng mà đối với lại hai con này á thì nó, con F3 này các bạn, nó có sơn nha, nhưng mà nó sơn rất là lợt. Nè, nó có sơn nè. Nó có họa tiết, nó có sơn nhưng mà rất là lợt nha các bạn. Nó không có bằng con F1. Và đối với con hàng đại trà FN không sơn luôn, nhất quyết không sơn luôn các bạn. Ừ, rất là ẩu tả. Đó. Rồi, và cái điểm khác nhau nữa là các bạn biết cái gì không? Là cái khớp nha các bạn. Cái khớp của cái đuôi á. Đó, con này nó không có cái khớp đuôi luôn mà. Các bạn thấy không? Đưa lên cái nó để xuống nè, đưa lên nè. Đưa lên cái nó để xuống. Nè, con F3 nè. Nè, các bạn nghe nè. Các bạn thấy không? Nó gắt gắt luôn nha. Và ngày xưa con F1 nó cũng y như con này luôn. Nhưng mà do giờ các bạn, cái khớp đó nó bị hư rồi. Nên bây giờ nó y như FN vậy đó. Chứ ngày xưa nó y chang con này nè. Nó nghe gắt 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 y chang con này luôn ha. Đó. Đó là sự khác nhau giữa ba dòng, ba giai đoạn của con bách thú gao chim bưng lửa ha. Rồi. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái phần cánh của ba gao chim bưng lửa theo ba giai đoạn nha các bạn, từ phải sang trái theo thứ tự là F1, F3 và hàng đại trà FN ha. Con F1 các bạn, phần lông á nó là làm bằng nhựa dẻo. Con F3 là nhựa dẻo luôn, nhưng đối với con đại trà nó là nhựa cứng. Nhựa dẻo á các bạn thì nó ok, nó hạn chế được sự mà gãy nha các bạn. Nó ít khi nó gãy nhưng mà nó hay bị bong chóc lắm. Bong chóc là cái thứ nhất, cái hai nó sẽ bị ố vàng giống con này. Con này các bạn thấy nó bị ố vàng rồi nè các bạn. Nó hơi ngà ngà vàng rồi nè. Còn nhựa cứng á thì nó có một cái khuyết điểm là ví dụ như tôi nói lỡ cái mấy bạn làm gớt đi. Nó sẽ gãy ha. Nó sẽ gãy dụng ra luôn ha các bạn. Còn mấy con này nó sẽ hạn chế được ha. Nhưng mà có một điều nó hay bị ố vàng thôi. Đó. Thì con này á, cái con F1 các bạn, cái phần lông á nó sẽ cứng hơn cái phần lông dẻo của cái con F3 ha. Đó. Và mấy cái cục này các bạn, mấy cục này nè của cái con F1 nó là màu vàng đồng. Vàng đồng lợt nha, vàng đồng tối á. Còn đối với hai con FN và F3 nó là một màu vàng đồng rất là sáng ha, rất là tươi sáng. Đó. Thì cái hoa văn thì các bạn nãy giờ mình sẽ so sánh hoa văn nhiều rồi. Cái hoa văn của cái con này nó là màu vàng đồng chìm luôn nha, tối mà chìm á. Còn mấy thằng này nó sáng quá, các bạn thấy sáng không? Và cái con hàng đại trà nó tô ẩu nhất luôn các bạn, tô lem luốc tùm lum các bạn thấy không?
Đối với con F3 thì nó sẽ đỡ một chút, nó sẽ không bị lem ha, nó sẽ đỡ một chút. Còn con này nó quá tệ đi, trời ơi nó lem tùm lum hết. Rồi đối với con F1 thì nó sẽ bóng bóng, tại bây giờ nó xước rồi các bạn, chứ ngày xưa mua về nó rất là bóng nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lật qua, chúng ta sẽ so sánh nè. Rồi ba cái lông cánh nhỏ của ba con các bạn đều làm bằng nhựa cứng nha. Đó, đều làm bằng nhựa cứng. Rồi cái con này á thì nó là màu trắng. Màu trắng rất là đẹp ha, trắng sữa luôn mà, rất là đẹp luôn. Đối với con này nó màu trắng gì đó. Màu trắng rất là ghê. Còn con này trắng bóc luôn bạn. Con này nè. Cái con mà FN nó trắng bóc luôn. Con F3 nó là màu trắng gì đó. Nhìn nó y như bị ố nha các bạn. Rồi. Đó, hoa văn cũng y vậy luôn. Và cái điểm khác biệt của ba con bách thú á, của ba dòng các bạn, đó chính là đề can của con mắt ha. Đây. Con F1 nãy tôi cho các bạn xem rồi đó. Con F1 nè. Đó, đề can con mắt các bạn, nó là đề can 3D các bạn thấy ha. Đó. Đó, đề can 3D ha. Đối với con F3 nó là đề can tĩnh luôn, nó không có 3D. Đó, đề can tĩnh luôn nè. Rồi và đối với lại con hàng đại trà nó y chang cái con F3 luôn nha các bạn, y chang luôn. Nhưng mà có điều là cái hàng này không biết làm sao cái ông kia ông quên đưa cho tôi á bạn. Quên đưa cái con đưa cái đề can con mắt cho tôi ha. Nhưng mà hồi lúc tôi có review cho các bạn bạn cái hộp ao Icarus sở hữu năm 2020 á. Đó, nó cái đề can y chang con này nha. Y chang luôn, không có khác gì hết á. Rồi, thì bây giờ nhìn vô bạn thấy nó có sự khác nhau. Cái phần này các bạn, cái cục này nè. Con F1 nó sẽ không sơn ha. Con F3 nó sẽ sơn màu trắng nè. Thấy không? Nó sơn màu trắng. Con FN thì nó không sơn luôn. Cái con FN cái hoa văn này nè các bạn. Cái hoa văn này cũng không sơn luôn. F3 thì nó đỡ một chút thì nó có sơn nè. Nó có sơn nè. Rồi. Con F1 thì cũng có sơn nha các bạn. Rồi ok các bạn ha. Rồi bây giờ tôi sẽ ráp con bách thú gao chim bưng lửa này với lại con bách thú gao nai, gao hươu cao cổ, gao tê giác và gao tattoo cho các bạn xem thành hợp thể gao Icarus ha. Rồi các bạn theo dõi cùng tôi ha.
Ok bạn, bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái khuôn mặt của từng gao Icarus nha các bạn ha. Thì bây giờ nè, cái con F1 là cái con ở giữa nha các bạn. Con F1 nè, các bạn thấy ở phía trên đầu của nó sẽ có hình dạng một con chim nha các bạn. Nè, hình dạng của con chim rất là rõ nét luôn. Có mắt nè, có mỏ nè, và có cái phần chữ V này luôn nè các bạn. Nó rất là chi tiết và rất là đẹp ha. Thì đối với lại cái con mà F3, F3 là cái con bên trái nha các bạn. Cái con F3 á thì nó chỉ có cái màu trắng, cái mỏ không sơn nha các bạn. Cái mỏ này nè, không sơn và không sơn con mắt luôn. Là một cái viền đen, nó không sơn con mắt luôn các bạn. Và đối với lại con hàng đại trà nè các bạn, nó có sơn con mắt màu vàng đồng. Có hơn con mắt, nhưng mà nó chỉ có một cái màu bạc thôi bạn, nó không có sơn theo kiểu chữ V ha, nó chỉ là sơn màu bạc lên thôi, nó quét màu bạc lên thôi bạn. Đó. Và cái phần này nè bạn, cái phần này nó sẽ là màu vàng đồng ha, cái phần này nè bạn, nó sẽ là màu vàng đồng. Con F1 nó sẽ màu vàng đồng ha, hai con này sẽ không sơn nha bạn. F3 và FN nó sẽ không sơn hai cái phần đó nha. Rồi, và cái khớp nối y chang nhau luôn bạn, y chang nhau luôn, không khác gì hết. Cái khớp nối này nè, khớp màu đen này nè, y chang nhau luôn nha bạn ha. Và đó là những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy mẫu sản phẩm Bách Thú Gao Chim Ưng Lửa này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment ha. Còn tôi á, đối với tôi á các bạn, con gao chim ưng lửa này nè thì màu sắc rất là đẹp, hài hòa, phom dáng rất là cân đối ha, hình dạng á rất là cân đối. Nhưng mà mỗi tội các bạn, cái cánh của nó nặng quá các bạn, nó nặng quá thì đôi khi cái hai cái khớp hai bên bạn nó hay bị chùng xuống ha, nó chùng xuống thì lâu ngày nó sẽ bị lệch ha, nó không thể nào mà nó gắn vô được. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem clip của mình thì hãy nhấn nút subscribe, tiện thể nhấn luôn cái chuông bên cạnh á để nhận được những thông báo về những video review đồ chơi mới nhất ha. Còn những anh em nào mà đã subscribe rồi á thì hãy like share cho các anh em khác cùng biết ha về kênh của tôi nha các bạn ha. Và chúng ta đã kết thúc những cái clip review về dòng gao đời đầu Trung Quốc sản xuất ha các bạn. Và tiếp theo đó tôi sẽ review cái dòng khác mà cổ hơn ha. Ok các bạn, bye bye. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của tôi chính là đây.